Cục đẩy nhỏ liệu có chơi được một cặp loa công suất lớn hơn công suất của chiếc cục đẩy đó? Ngày hôm nay thì Đức Anh đã cho quý các bạn thấy được là với một chiếc cục đẩy nhỏ thì nó vẫn có thể đưa âm thanh ra một cái chiếc loa công suất lớn. Cụ thể ở đây là tôi đang sử dụng một chiếc cục đẩy của BIK VM420E. Mẫu này thì là dòng mẫu 2 kênh có mức công suất max là 400W ở một kênh. Và đang lấy công suất đánh ra một cái cặp loa đến từ thương hiệu JBL. Đây là phiên bản SRX812 nha các bạn. Bass 30, công suất RMS của nó đạt 800W cơ. Và như vậy thì chúng ta đã thấy được là cái mức công suất của chiếc cục đẩy công suất này nó chỉ bằng một nửa công suất của cái cặp loa mà của cái chiếc loa mà tôi đang sử dụng. Tuy nhiên là chúng ta thấy được là nó vẫn có thể đưa ra âm thanh, vẫn có thể chơi được cái cặp loa này. Việc chơi được cái cặp loa này không có nghĩa là nó chơi tốt, chơi hay, chơi căng được cái cặp loa này. Như phần thử âm thanh quý bạn có thể thấy được là cái cặp loa này nó chưa được phát huy tối đa cái mức công suất mà cái chiếc loa này nó có thể đạt được. Cái cường độ âm thanh nó đưa ra chưa đạt được căng. Thứ hai nữa là âm thanh của giải bass nó không chắc. Thứ ba nữa là chúng ta có thể thấy được cái âm thanh của giải chép các thứ là nó đang bị vỡ, bị nhòe. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy được là một chiếc cục đẩy công suất nhỏ có thể chơi được cái cặp loa to nhưng nó không đem lại hiệu quả cao. Và nếu như chúng ta vẫn cứ chơi về lâu về dài như thế thì chiếc cục đẩy công suất này nó có thể quá tải và gây ra hiện tượng là cháy chiếc cục đẩy công suất này. Như vậy thì chúng ta sẽ cần một cái giải pháp tối ưu để lựa chọn như thế nào cho một chiếc cục đẩy công suất phù hợp với cái cặp loa trong bộ dàn karaoke gia đình nhà mình. Sau đây thì Đức Anh sẽ đưa cho quý bạn những cái yếu tố để có thể lựa chọn được một chiếc cục đẩy công suất thích hợp, đạt được cái mức công suất tốt cho cặp loa này, đạt được cái chất âm hay và phát huy được tối đa cái nội lực của cái cặp loa đó. Yếu tố đầu tiên mà để chúng ta lựa chọn một chiếc cục đẩy công suất cho cái cặp loa thì đương nhiên chúng ta phải lựa chọn về mức công suất. Mức công suất ở đây là gì ạ? Theo như một cái tiêu chuẩn mà rất nhiều các chuyên gia âm thanh đưa ra thì một chiếc cục đẩy công suất để có thể phát huy và đánh tốt một chiếc loa thì cái mức công suất của chiếc cục đẩy công suất này nó phải có mức công suất 1.5 cho đến 1.2 công suất của cái cặp loa đó, của cái chiếc loa đó. Ví dụ cụ thể ở đây, ví dụ như quý bạn đang có một cái cặp loa có công suất là 300W nhé, thì chúng ta cần lựa chọn một chiếc cục đẩy công suất tối thiểu có mức công suất 1.5 đi, là 300 x 1.5 thì nó là 450W. Đó, chúng ta phải căn cứ vào đó để lựa chọn một chiếc cục đẩy công suất là 450W để chơi cho cái cặp loa 300W đó thì nó mới phù hợp, đúng không nào? Rồi, khi mà chúng ta đã lựa chọn được một cái mức công suất tối ưu và phù hợp cho cái cặp loa mà chúng ta đang có thì cái yếu tố thứ hai là yếu tố chúng ta cần lựa chọn về cái thương hiệu. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì thương hiệu nó làm nên cái giá trị của sản phẩm và giá trị của sản phẩm nó làm nên cái chất lượng của sản phẩm. Minh chứng cụ thể như cho các bạn có thể thấy được là thương hiệu Crown. Crown là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng trên thế giới về sản xuất những chiếc cục đẩy công suất chất lượng cao. Đó. Giá trị của một chiếc cục đẩy công suất của Crown này thì nó luôn luôn có cái giá thành cao hơn so với mức mặt bằng chung của các cục đẩy của các thương hiệu khác. Và cái giá trị của nó thì đem lại cho chúng ta được cái chất lượng âm thanh của những chiếc cục đẩy của Crown này. Nó rất là mềm, rất là sạch và rất là trong. Và cái công suất của nó đem lại là công suất thực. Đó, đó. Yếu tố thứ hai mà chúng ta quan tâm đến về yếu tố thương hiệu, giá trị và chất lượng của chiếc cục đẩy công suất đó. Khi chúng ta đã chọn được cái thương hiệu, giá trị rồi, chất lượng rồi, công suất phù hợp rồi thì cái yếu tố thứ ba chính là cái yếu tố về kinh tế của chúng ta. Cái yếu tố kinh tế nó quyết định cho quyết định chúng ta sẽ lựa chọn ở cái ngưỡng cục đẩy công suất giá trị bao nhiêu. Và cái giá trị đó thì chúng ta sẽ chọn được cái thương hiệu nó phù hợp và tốt nhất trong cái giá trị mà chúng ta đầu tư được. Và với ba cái yếu tố đó thì chắc chắn quý bạn sẽ chọn cho mình được một cái dòng cục đẩy công suất tốt nhất, phù hợp nhất với cái cặp loa karaoke trong gia đình nhà mình. Và qua đó thì chúng ta có thể thấy được là chúng ta đã đem lại cái sự phù hợp tối ưu nhất, đem lại cái hiệu quả âm thanh tốt nhất mà cái cặp loa này nó có thể đem đến tai cho chúng đem đến cho chúng ta được cái chất lượng âm thanh tốt của cái cặp loa.
Rồi, khi chúng ta đã có sự lựa chọn, có được cái lựa chọn phù hợp rồi, thì chúng ta phải sử dụng cái chiếc cục đẩy công suất này làm sao cho nó phù hợp. Cái này thì không phải, nó rất là đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết để mà chúng ta có thể phát huy được tốt cái chiếc cục đẩy công suất này. Thông thường thì các bạn có thể thấy được là chúng ta hay có những cái cách chỉnh cục đẩy công suất, đó là một là vặn kịch như thế này, hai nữa là chúng ta vặn đến 12 giờ. Ở trong trường hợp như thế nào thì chúng ta sẽ vặn đến 12 giờ, và tôi thường thấy là rất nhiều người sử dụng cái cục đẩy công suất là vặn đến 12 giờ này. Ví dụ như chúng ta đang sử dụng một cái chiếc cục đẩy công suất có mức công suất cực kỳ lớn, nó có thể gấp 3, gấp 4 lần so với cái cặp loa của chúng ta. Và chúng ta sử dụng những cái thiết bị gọi là thiết bị analog thuần như những chiếc vang cơ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ vặn đến 12 giờ. Tại vì sao lại như thế? Là bởi vì là chúng ta phải tăng những chiếc vang cơ đó, nó không có lén được cái phần âm thanh đầu ra đầu vào, có nghĩa là không com được cho chúng ta đấy. Thì chúng ta phải vặn từ từ cái chiếc cục đẩy công suất này đây, để chúng ta nghe được cái mức công suất của cục đẩy này đưa đến bao nhiêu là cái chiếc loa của chúng ta nó có thể đạt to nhất, nó đảm bảo cho chiếc loa của chúng ta. Nhưng cái mặt mà chúng ta vặn đến 12 giờ này nó cũng là một cái mặt hạn chế, đó là có thể đối với những người biết chỉnh thì nó sẽ không ảnh hưởng gì, vì chúng ta có thể nghe được cái ngưỡng của cái loa của chúng ta có thể chịu được. Nhưng đối với những người mà không biết, khi mà người ta lại động vào, không may người ta đang, chúng ta đang để cái con loa nó đang hoạt động ở cái mức công suất gần như là tối đa của nó rồi, nhưng người ta lại không biết, người ta vặn một cái kịch như thế này, thì nó sẽ rất dễ gây đến hiện tượng là phá loa. Phá loa ở đây là gì? Làm cho loa bị rè, rồi bị chết côn, cháy loa, cháy chép, cháy bát chẳng hạn. Đó là cái phần hạn chế cực kỳ lớn mà khi chúng ta để cái ngưỡng 12 giờ như thế này. Và tại vì sao khi chúng tôi setup thì chúng tôi setup qua những chiếc vang như thế này, thì chúng tôi lại vặn lên mắc như thế này. Vặn mắc như thế này để làm gì ạ? Để cái chiếc cục đẩy công suất này nó phát huy được cái tối đa, cái mức công suất của nó là một này. Và thứ hai nữa là đem lên cái độ nhạy tốt nhất. Đó, độ nhạy tốt nhất là gì ạ? Nó chính là cái phần cái cường độ âm thanh đưa ra to nhất mà nó có thể đạt được. Đó. Và khi như thế này thì chúng ta sẽ làm những cái công việc để cho cái chiếc cục đẩy công suất này nó phù hợp, đưa ra mức công suất phù hợp với cặp loa của mình trên con vang. Chúng ta sẽ com, chúng ta sẽ lén, rồi chúng ta sẽ xả ra bao nhiêu ở cái ngưỡng công suất của cục đẩy tối đa này để hạn chế ở trên vang này. Làm sao cho chúng ta là ví dụ như là con loa này nó chỉ chịu đến ngưỡng 10, tôi mở đến âm lượng 10 là con loa này nó đã đạt được cái mức công suất to nhất, cảm thấy là nó mắc rồi, thì chúng ta sẽ cài đặt ở trên con vang này, giới hạn nó lại ở đến ngưỡng 10. Thì các bạn có thể quay vô cực, nó cũng chỉ đến mức 10 mà thôi. Đó là một cái điểm cộng cực kỳ lớn trên một chiếc vang số mà chúng ta setup như thế này. Và khi mà chúng ta đã com được như thế rồi, đã giới hạn được như thế rồi, thì cục đẩy này chúng ta chỉ có vặn nhỏ đi được thôi, chứ không bao giờ vặn to lên được nữa. Bởi vì cái mức chúng ta đã đẩy kịch rồi, thì chúng ta sẽ không sợ những người ta không biết, người ta đến, người ta không may, người ta vặn kịch như này, nó có thể gây đến cháy loa. Như thế này thì chúng ta hoàn toàn đảm bảo được cái thiết bị của mình. Đó là những cái cách cực kỳ đơn giản để sử dụng một cái chiếc cục đẩy công suất, lựa chọn một chiếc cục đẩy công suất phù hợp với cái cặp loa trong bộ dàn karaoke gia đình nhà mình. Và mong rằng những cái chia sẻ rất là nhỏ này cũng giúp cho các bạn có thể có những cái kinh nghiệm, có những cái trải nghiệm về lựa chọn và sử dụng những chiếc cục đẩy công suất làm sao cho phù hợp trong bộ dàn karaoke gia đình nhà mình. Và bây giờ thì Đức Anh vẫn xin mời quý bạn sẽ trải nghiệm một cái hệ thống âm thanh karaoke với những cái sự phối ghép mà tốt nhất đem lại trên một hệ thống karaoke kết hợp giữa cục đẩy công suất và một cặp loa karaoke. Đây là phiên bản SRX812. Và cùng quý bạn trải nghiệm âm thanh. Chân em.
tâm tư lạ mất, nên khi đối mặt chuyện buồn dường san lần mất, đưa ta đi về Nguyễn Thủy ngày người mùa yêu như muôn ngọ, cùng về ngôn ngữ tình làm băng dấu đôi tay. Em thương thầm mãi vương vấn đêm nay, chắc không phải anh có đúng như vậy, đôi tay nhỏ bé không giữ em được, khóc than cho một cuộc tình phải lìa mãn. Em ơi anh nào có tội mà sao em nỡ buông tay anh rồi, chuyện tình vụn vỡ sau bao giờ anh khờ, người từng thương nhớ nay lại thờ. Và với phần phối ghép hoàn hảo vừa rồi, trong phần trải nghiệm âm thanh thì các bạn có thể thấy được là khi mà chúng ta đã lựa chọn được một chiếc cục đẩy công suất phù hợp thì nó có thể bổ trợ cái phần âm thanh còn thiếu cho cái cặp loa đó, cũng như là đem lại cái sự tối ưu, cái chất lượng âm thanh tốt nhất, cường độ âm thanh mạnh nhất, các giải âm thanh đầy và rõ ràng nhất cho cái cặp loa mà chúng ta đang sử dụng, và đem lại cái hệ thống karaoke hoàn hảo cho gia đình nhà mình. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video này của chúng tôi. Nếu như các bạn có những cái băn khoăn, những câu hỏi hay những cái đóng góp, có thể comment hoặc gọi điện trực tiếp tới số tổng đài là 1900 0255, hoặc là số di động cá nhân của Đức Anh là 0941 859988 để được hỗ trợ tư vấn tất cả những băn khoăn của bạn. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video này, và quý bạn đừng quên nhấn like, share, đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!